The Hobbit, Chapter Two, Roast Mutton. Anh chàng Hobbit, chương hai, thịt cừu Up jumped Bilbo, and putting on his dressing gown, went into the dining room. There he saw nobody, but all the signs of a large and hurried breakfast. There was a fearful mess in the room. and piles of unwashed crocks in the kitchen. Nearly every pot and pan he possessed seemed to have been used. Bill Bow bật dậy, vừa mặc áo khoác ngoài vừa bước vào phòng ăn. Anh chàng chẳng thấy ai ở đó, ngoài những vết tích của một bữa điểm tâm thịnh soạn và vội vàng. Một cảnh tượng bừa bộn kinh khủng ở trong phòng, và trong nhà bếp là hàng đống đĩa chén chưa rửa. the washing up was so dismally real that bilbo was forced to believe the party of the night before had not been part of his bad dreams, as he had rather hoped. indeed, he was really relieved after all to think that they had all gone without him, and without bothering to wake him up, but with never a thank. Yuhi thought and yet in a way he could not help feeling just a trifle disappointed the feeling surprised him Công việc cọ rửa chúng là một thực tế đáng ngán đến mức Bill bầu buộc phải tin rằng bữa tiệc đêm hôm trước đâu phải là một phần những cơn ác mộng của mình như anh chàng đã hy vọng tha thế còn hơn Quả thật sốt cuộc anh chàng thấy nhẹ cả người khi nghĩ rằng tất cả bọn họ đã bỏ đi mà không có mình, theo cùng và cũng chẳng buồn đánh thức mình dậy, mà cũng chẳng hề có một lời cảm ơn anh chàng nghĩ bụng. Ấy vậy mà ở chừng mực nào đó anh chàng cũng không thể không cảm thấy hơi thất vọng. Cảm giác ấy khiến anh chàng kinh ngạc. Don't be a fool. Bilbo Baggins. He said to himself thinking of dragons and all that outlandish nonsense at your age. Đừng có mà ngốc, Bilbo bác gần ơi. Anh chàng tự nhủ, trẻ người non dạ như ngươi thì nghĩ đến lũ rồng cùng toàn bộ cái chuyện vớ vẩn kỳ quặc ấy mà làm gì. So he put on an apron, lit fires, boiled water, and washed up. Then he had a nice little breakfast in the kitchen before turning out the dining room. By that time, the sun was shining. And the front door was open, letting in a warm spring breeze. Bilbo began to whistle loudly and to forget about the night before. In fact, he was just sitting down to a nice little second breakfast in the dining room by the open window. When in walked Gandalf. Thế là anh chàng mặc tạp dề, nhóm lửa, đun nước và rửa cốc đĩa, rồi anh chàng ăn một chút điểm tâm ngon lành trong nhà bếp trước khi ra khỏi phòng ăn. Lúc đó mặt trời đang chiếu sáng và cửa trước đang mở, để lọt vào một làn gió xuân ấm áp. Bill Bầu bắt đầu huýt sáo vang lừng và quên đi cái đêm hôm trước. Thật ra anh chàng vừa đang ngồi xuống để ăn chút điểm tâm ngon lành thứ hai bên cửa sổ phòng ăn thì Gan Đáp bước vào. My dear fellow, said he, whenever are you going to come? What about an early start? And here you are having breakfast, or whatever you call it, at half past 10. They left you the message because they could not wait. Anh bạn thân mến, lão nói, khi nào thì cậu mới đến? Cậu nghĩ sao về một cuộc lên đường sớm sủa? mà lại còn đang ngồi đây ăn bữa điểm tâm hoặc cậu gọi là bữa gì cũng được vào lúc mười giờ rưỡi bọn họ đã để lại tin nhắn cho cậu vì họ không thể chờ đợi được đấy What message? said poor Mr. Baggins all in a fluster Great elephants said Gandalf You are not at all yourself this morning You have never dusted the mantelpiece What's that got to do with it? I have had enough to do with washing up for 14. If you had dusted the mantelpiece, you would have found this just under the clock, said Gandalf, handing Bilbo a note written, of course, on his own note paper. Tin nhắn nào? Anh chàng bác gần tội nghiệp nói, hết sức bối rối. Rõ thật là đồ đoàng, Gan Đáp nói, sáng hôm nay cậu thật chẳng bình thường chút nào hết, cậu chưa hề quét bụi ở bệ lò sưởi. Cái đó thì liên quan gì đến việc này kia chứ? Tôi rửa cốc đĩa cho 14 người đã là quá đủ rồi. Nếu quét bụi ở bệ lò sưởi thì cậu đã phát hiện ra cái này ở dưới đồng hồ. Gan Đáp vừa nói vừa trao cho Bill Bâu một bức thư ngắn, dĩ nhiên là được viết trên giấy của anh chàng This is what he read. Thorin and Company to Burglar Bilbo greeting. For your hospitality, our sincerest thanks. And for your offer of professional assistance, our grateful acceptance. Terms Cash on delivery. Up to and not exceeding 114th of total profits, if any. All traveling expenses guaranteed in any event. Funeral expenses to be defrayed by us or our representatives. If occasion arises and the matter is not otherwise arranged for. Anh chàng đọc được như thế này. Thorin cùng bè bạn gửi lời chào tới anh kẻ trộm Bilbo. Vì lòng mến khách của anh. Chúng tôi vô cùng cảm ơn. Còn về việc anh ngỏ ý giúp đỡ về chuyên môn thì chúng tôi vui lòng chấp nhận. Điều kiện. Tiền trao cháo mốt không vượt quá 1 phần 14 của tổng số lợi nhuận nếu có. Được đảm bảo tất cả mọi chi phí đi lại trong bất kỳ trường hợp nào. Các chi phí lễ tăng do chúng tôi hoặc các đại diện của chúng tôi thanh toán. Nếu như trường hợp đó xảy ra và sự việc không được thu xếp bằng cách khác. Thinking it unnecessary to disturb your esteemed repose. We have proceeded in advance to make requisite preparations. And shall await your respected person at the Green Dragon Inn. Bywater. At 11 a.m. Sharp. Trusting that you will be punctual. We have the honor to remain. Yours deeply. Thorin and Company. Do thấy không cần thiết quấy sự nghỉ ngơi quý báu của anh. chúng tôi đã lên đường trước để chuẩn bị những việc cần thiết. và sẽ đợi quý nhân tại quán trọ rồng xanh, làng cận thủy lỗ, vào đúng 11 giờ sáng, tin rằng anh sẽ tới đúng giờ. Chúng tôi hân hạnh kính thư, Thorin cùng bè bạn. That leaves you just 10 minutes. You will have to run, said Gandalf. But, said Bilbo. No time for it said the wizard. But, said Bilbo again. No time for that either. Off you go. Như vậy là cậu chỉ còn đúng 10 phút. Cậu sẽ phải chạy đây. Gandalf nói. Nhưng, Bilbo nói. Cũng không còn thì giờ cho việc ấy nữa. Cậu đi ngay đi. To the end of his days, Bilbo could never remember how he found himself outside. Without a hat, a walking stick, or any money, or anything that he usually took when he went out. Leaving his second breakfast half finished and quite unwashed up. Pushing his keys into Gandalf's hands. And running as fast as his furry feet could carry him down the lane. Past the Great Mill. Across the water, and then on for a mile or more, very puffed he was when he got to bywater just on the stroke of eleven and found he had come without a pocket handkerchief cho đến tận cuối đời Bill bầu cũng không thể nào nhớ nổi bộ dạng của mình thế nào lúc ra khỏi nhà, không mũ không gậy trống, không một chút tiền. chẳng có bất kỳ vật dụng nào mà anh chàng vẫn thường mang theo khi ra ngoài. Bỏ giờ bữa điểm tâm thứ hai, chưa kịp rửa mặt, vội dúi chùm chìa khóa của mình vào tay gan đáp, rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh dọc con ngõ, qua cái xưởng xay sát đồ sộ, băng qua thủy lộ, rồi chạy tiếp khoảng một dặm nữa. Anh chàng bờ cả hơi tai khi tới làng cận thủy lộ đúng vào lúc chuông đồng hồ điểm 11 giờ. bravo said balin who was standing at the inn door looking out for him just then all the others came round the corner of the road from the village they were on ponies and each pony was slung about with all kinds of baggages packages parcels and paraphernalia There was a very small pony. Apparently for Bilbo. Hoan hô, Ho, Balin nói, "Chú đang đứng tại cửa nhà trọ chăm chú ngó nghiêng tìm kiếm Bilbo." Đúng lúc ấy tất cả những chú lùn khác vừa rẽ từ con đường qua làng mà đến. Họ đều cưỡi những con ngựa nhỏ, trên mình mỗi con quàng đủ mọi thứ hành lý, nào hộp, nào gói và các thứ đồ dùng vặt vãnh. Có một chú ngựa rất nhỏ, rõ ràng là dành cho Bilbo. Up you two get, and off we go," said Thorin. "I'm awfully sorry," said Bilbo. "But I have come without my hat, and I have left my pocket handkerchief behind, and I haven't got any money. I didn't get your note until after 10:45, to be precise." Hai cậu lên ngựa đi, chúng ta khởi hành thôi." Thorin nói. "Tôi rất lấy làm tiếc." Bilbo nói, "Nhưng mà tôi không mang theo mũ và lại bỏ quên khăn tay ở nhà, và tôi chẳng có chút tiền nào cả. Mãi sau 10 giờ 45 tôi mới thấy bức thư của các vị." "Chính xác là thế." "Don't be precise," said Dwalin. "And don't worry." You will have to manage without pocket handkerchiefs and a good many other things before you get to the journey's end. As for a hat, I have got a spare hood and cloak in my luggage. Cần gì phải chính xác đến thế? Dwalin nói. Mà cũng đừng lo. Cậu sẽ phải xoay sở cho được mà chẳng cần đến khăn tay khăn tiếc và biết bao nhiêu thứ khác nữa. Cho tới hồi kết của chuyến đi. Còn về chuyện mũ mão. That's how they all came to start. Jogging off from the inn one fine morning just before May. On laden ponies. And Bilbo was wearing a dark green hood, a little weather stained. And a dark green cloak borrowed from Dwalin. They were too large for him and he looked rather comic what his father bungo would have thought of him i daren't think his only comfort was he couldn't be mistaken for a dwarf as he had no beard tất cả bọn họ đã khởi hành như vậy cứ đùng đình nước hiệu trên lưng những con ngựa nhỏ chất đầy hành lý rời quán trọ vào một buổi sáng đẹp trời ngay trước tháng năm Còn bầu thì đội mũ trùm màu lục sẫm đã phai bạc vì nắng mưa. Và mặc áo choàng cũng màu lục sẫm mượn của lin Những thứ này quá rộng nên anh chàng nom có vẻ khá ngộ. Ông Bango, bố anh chàng, mà nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào đây? Tôi không đủ can đảm mà nghĩ tới nữa. Điều an ủi duy nhất đối với anh chàng là mình không thể bị nhận lầm là một chú lùn. Bởi vì anh chàng không có dấu. They had not been riding very long. When up came Gandalf, very splendid on a white horse. He had brought a lot of pocket handkerchiefs. And Bilbo's pipe and tobacco. So after that, the party went along very merrily. And they told stories or sang songs as they rode forward all day except of course when they stopped for meals these didn't come quite as often as bilbo would have liked them but still he began to feel that adventures were not so bad after all bọn họ mới rong ruổi chưa lâu lắm thì gan đá vụt xuất hiện rất lộng lẫy trên một con ngựa bạch lão đem đến rất nhiều khăn tay cùng với cái tẩu và thuốc lá của bilbo Thế là sau đó cả đoàn vui vẻ đi tiếp. Rồi họ vừa phi ngựa vừa kể chuyện và ca hát suốt ngày. Dĩ nhiên là trừ những lúc dừng lại để dùng bữa. Những dịp này không nhiều như Bill bầu ước muốn. Nhưng dù sao anh chàng cũng bắt đầu cảm thấy các cuộc mạo hiểm suy cho cùng đâu phải là quá tệ. At first they had passed through Hobbit lands. A wide respectable country inhabited by decent folk. With good roads. An inn or two. And now and then a dwarf or a farmer ambling by on business. Then they came to lands where people spoke strangely. And sang songs Bilbo had never heard before. Now they had gone on far into the lone lands. Where there were no people left. No inns. And the roads grew steadily worse. Not far ahead were dreary hills, rising higher and higher, dark with trees. Thoạt đầu bọn họ qua những vùng đất của người hobbit. Một xứ sở rộng lớn và đẹp đẽ có những con người tử tế sinh sống. Có những con đường tốt, một vài nhà trọ và thỉnh thoảng lại thấy một người lùn hoặc một tá điền thông thả đi công chuyện rồi họ tới những vùng đất mà ở đó người ta nói giọng rất lạ và hát những bài hát mà Bill chưa nghe, thấy bao giờ. Lúc này bọn họ đã tiến sâu vào xứ lẻ loi. Ở đó không còn người, không có quán trọ, và những con đường ngày càng xấu hơn. Không xa về phía trước là những quả đồi hưu quạnh cứ vươn cao lên mãi và rậm gì cỏ cây. On some of them were old castles with an evil look. As if they had been built by wicked people. Everything seemed gloomy. For the weather that day had taken a nasty turn. Mostly it had been as good as May can be. Can be. Even in Merry Tales. But now it was cold and wet. In the lone lands they had been obliged to camp when they could. But at least it had been dry. trên vài quả đồi ấy là những lâu đài cổ non gớm ghía, cứ như thể chúng đã được những kẻ độc ác xây nên. Mọi vật có vẻ ảm đạm, bởi thời tiết hôm ấy bỗng thay đổi tệ hại. Trước đó nói chung trời đẹp hiếm thấy trong tháng năm, thậm chí là cả trong những câu chuyện vui, vậy mà lúc này trời lại lạnh và ẩm ướt. Tại xứ lẻ loi bọn họ bắt buộc phải hạ trại khi nào có thể. Ít ra thì lúc đó trời công khô giáo. To think it will soon be June. Grumbled Bilbo. As he splashed along behind the others in a very muddy track. It was after tea time. It was pouring with rain. And had been all day. His hood was dripping into his eyes. His cloak was full of water. The pony was tired and stumbled on stones. The others were too grumpy to talk. Nghĩ mà xem. Sắp tới tháng 6 rồi. Bill vừa lau bầu vừa lội bì bõm phía sau những người khác trên một con đường mòn rất lầy lội. Lúc đó là sau giờ dùng trà buổi chiều. Trời đang đổ mưa như chút. Mà đã mưa như thế suốt cả ngày rồi cái mũ trùm cứ nhỏ giọt vào mắt anh chàng. Áo khoác thì sũng nước. Chú ngựa con thì mệt mỏi và cứ trượt chân trên những hòn đá. Những người khác thì quá cáu bản nên chẳng hơi đâu mà trò chuyện cùng. And I'm sure the rain has got into the dry clothes and into the food bags. Thought Bilbo. Bother burgling and everything to do with it

Ngồi bên lò sưởi trong cái hang đẹp đẽ của mình, với cái siêu nước vừa mới bắt đầu gieo, đó đâu phải là lần cuối cùng anh chàng ước ao như vậy. Still the dwarfs jogged on, never turning round or taking any notice of the hobbit. Somewhere behind the grey clouds, the sun must have gone down, for it began to get dark as they went down into a deep valley with a river at the bottom. Wind got up. And willows along its banks bent and sighed. Fortunately, the road went over an ancient stone bridge. For the river, swollen with the rains, came rushing down from the hills and mountains in the north. Mấy chú lùn vẫn cứ lắc lư đi tiếp. Chẳng hề ngoái lại hay để ý gì đến anh chàng hobbit. Đâu đó, sau những đám mây xám. mặt trời hẳn đã lặn xuống thấp. Bởi vì trời bắt đầu tối lúc bọn họ đi xuống một thung lũng sâu có một dòng sông chảy dưới chân. Gió bỗng nổi, và những hàng dương liễu dọc hai bờ sông kho mình xuống thở dài xào xạc. Thật may mắn là con đường lại đi qua một cây cầu đá cũ, bởi dòng sông, dành lên vì nước mưa, cứ chảy ảo ảo xuống từ những đồi núi ở phía bắc. It was nearly night when they had crossed over. The wind broke up the gray clouds, and a wandering moon appeared above the hills between the flying rags. Then they stopped, and Thorin muttered something about supper. And where shall we get a dry patch to sleep on? Gần nửa đêm thì bọn họ vượt qua sông. Gió thổi tan những đám mây xám. và một mảnh trăng thơ thần hiện ra phía trên dãy đồi giữa những đám mây bay tơi tả. Sau đó bọn họ dừng lại. Thorin lẩm bẩm gì đó về bữa ăn tối. Rồi chuyện. Chúng ta kiếm đâu ra một chỗ khô giáo để mà ngủ đây? Not until then did they notice that Gandalf was missing. So far he had come all the way with them. Never saying if he was in the adventure or merely keeping them company for a while. He had eaten most, talked most, and laughed most. But now he simply was not there at all. Just when a wizard would have been most useful. Too. groaned Dory and Nori. who shared the Hobbit's views about regular meals. Plenty and often. Mãi tới lúc ấy bọn họ mới để ý thấy là thiếu mất gan đáp. Lão đã cùng đi với bọn họ suốt cả quãng đường. Chẳng hề cho biết là lão tham gia cuộc mạo hiểm hay chỉ để bầu bạn với họ trong chốc lát. Lão đã ăn nhiều nhất, nói nhiều nhất, và cười nhiều nhất. Xong lúc này lão mặc nhiên không có mặt ở đó. Lại đúng vào cái lúc mà một thầy phù thủy có thể hữu ích nhất nữa chứ. Dori và Nori Genji. Hai chú này đồng ý với quan điểm của anh chàng Hobbit về những bữa ăn đúng giờ giấc, đồ ăn thức uống e hề và thường xuyên. They decided in the end that they would have to camp where they were. They moved to a clump of trees. And though it was drier under them, the wind shook the rain off the leaves, and the drip, drip. Was most annoying. Also, the mischief seemed to have got into the fire. Dwarves can make a fire almost anywhere out of almost anything. Wind or no wind. But they could not do it that night. Not even Oin and Gloin. Who were specially good at it. Cuối cùng, bọn họ quyết định sẽ phải hạ chạy ngay tại chỗ. Bọn họ đi tới một lùm cây. và tuy ở dưới gốc cây có khô ráo hơn, gió lại lay cho nước mưa rớt xuống từ những chiếc lá, và cái tiếng tí tách, tí tách thật là rất khó chịu. Và cái trò quái ác này dường như cũng xía vào cả đống lửa lửa. Giống người luôn có thể nhóm một đống lửa hầu như ở bất kỳ chỗ nào và bằng bất kỳ chất liệu gì, dù có gió hay không có gió, song họ lại không thể làm điều đó vào đêm hôm ấy. Then one of the ponies took fright at nothing and bolted. He got into the river before they could catch him. And before they could get him out again. Philly and Keeley were nearly drowned. And all the baggage that he carried was washed away off him. Of course, it was mostly food. Rồi một trong những chú ngựa con bỗng dưng hoảng hốt và chạy lồng lên. Nó chạy xuống sông trước khi họ bắt kịp và trước khi họ có thể lôi nó lên bờ thì Philly và Kilby đã suýt chết đuối. Còn toàn bộ số hành lý mà nó chở đã bị cuốn trôi hết. Dĩ nhiên hầu hết số đó là thực phẩm. Chỉ còn lại khá ít đồ ăn dành cho bữa tối và rất ít dành cho bữa điểm tâm. There they all sat, glum and wet, and muttering, while Oin and Glóin went on trying to light the fire, and quarrelling about it. Bilbo was sadly reflecting that adventures are not all pony rides in May sunshine. When Balin, who was always their lookout man, said. There's a light over there. There was a hill some way off with trees on it. Pretty thick in parts. Out of the dark mass of the trees, they could now see a light shining. A reddish, comfortable looking light. As it might be a fire or torches twinkling. <laughs> vừa làm vừa cãi cọ nhau bill bâu còn đang buồn rầu ngẫm nghĩ rằng mạo hiểm đâu phải toàn là những cuộc rong ruổi cưỡi ngựa trong nắng tháng năm thì ba kẻ luôn làm nhiệm vụ canh gác nói đằng kia có ánh sáng kìa cách đó một quãng có một quả đồi phủ đầy cây cối nhiều chỗ khá rậm rạp lúc này bọn họ có thể nhìn thấy ánh sáng trong cái mảng cây cối đen xì ấy một thứ ánh sáng đỏ hồng dịu mắt, giống như là một đống lửa hay những bó bập When they had looked at it for some while, they fell to arguing. Some said no and some said yes. Some said they could but go and see. And anything was better than little supper, less breakfast, and wet clothes all the night. sau khi đã nhìn cái đốm sáng ấy một lát, họ xoay ra tranh luận. Vài chú nói, không phải trong khi vài chú khác nói, đúng rồi. Vài chú lại nói họ phải tới đó xem mới biết được. Và dù đó là cái gì thì cũng tốt hơn một bữa tối soàng xĩnh, bữa điểm tâm ít ỏi, và quần áo ướt sũng mặc suốt cả đêm. Others said, These parts are none too well known, and are too near the mountains. Travelers seldom come this way now. The old maps are no use; things have changed for the worse, and the road is unguarded. They have seldom even heard of the king round here, and the less inquisitive you are as you go along, the less trouble you are likely to find. May <coughs> nói. những vùng này có ai biết rõ đâu, mà lại quá gần dãy núi nữa. Ngày nay lữ khách hiếm khi đi đường này. Những tấm bản đồ cũ không còn có ích nữa. Mọi sự đã thay đổi theo chiều hướng xấu đi và con đường lại không được canh giữ. Người ta thậm chí hiếm khi nghe nói nhà vua có mặt ở gần đây. Và càng ít tò mò trong lúc đi đường thì càng ít nguy cơ gặp rắc rối hơn. Some said, After all there are 14 of us. Others said, Where has Gandalf got to? This remark was repeated by everybody. Then the rain began to pour down worse than ever. And Oin and Gloin began to fight. Vài chú nói, Rốt cuộc thì chúng ta có tới người kia mà. Những chú khác bảo. Lão gan đáp đi đâu ấy nhỉ? Câu hỏi này được mọi người nhắc đi nhắc lại mãi. Sau đó trời bắt đầu đổ mưa tệ hại hơn bao giờ hết. Còn oanh và Gloy thì bắt đầu chẳng nhau. That settled it. After all we have got a burglar with us. They said. And so they made off. Leading their ponies, with all due and proper caution. In the direction of the light. they came to the hill and were soon in the wood. Up the hill they went. But there was no proper path to be seen, such as might lead to a house or a farm. And do what they could, they made a deal of rustling and crackling and creaking, and a good deal of grumbling and dratting. As they went through the trees in the pitch dark. Suddenly the red light shone out very bright through the tree trunks not far ahead. Thế là mọi người thôi không tranh luận nữa. Dù sao thì chúng ta cũng có một gã kẻ trộm đi cùng. Bọn họ nói. Thế rồi họ rời đi, dắt theo cả ngựa hết sức thận trọng về phía đốm sáng kia. Bọn họ đi tới quả đồi và chẳng mấy chốc đã ở trong rừng. Bọn họ trèo lên đồi nhưng chẳng thấy con đường ra hồn nào. Con đường có thể dẫn đến một ngôi nhà hay một trang trại chẳng hạn. Nên đánh cố bằng mọi cách vượt qua rừng cây. Gây ra nhiều tiếng sột soạt. Cọt kẹt và răng rác cùng rất nhiều lời cầu nhau bực bội. Trong đêm tối như mực. Now it is the burglar's turn. They said. Meaning Bilbo. You must go on and find out all about that light. And what it is for. And if all is perfectly safe and canny. Said Thorin to the hobbit. Now scuttle off. And come back quick. If all is well, if not, come back if you can. If you can't, hoot twice like a barn owl and once like a screech owl, and we will do what we can. Bây giờ thì đến lượt gã kẻ trộm. Họ nói, ám chỉ biêu bâu. Cậu phải tiếp tục tiến bước và tìm hiểu cặn kẽ về cái ánh sáng ấy, xem nó được dùng để làm gì. và xem xem có phải mọi việc đều tuyệt đối an toàn và tốt đẹp không? Thorin nói với anh chàng hobbit. Giờ thì hãy chạy ù đi và trở lại thật nhanh. Nếu mọi việc đều tốt đẹp, nếu không thì cứ quay lại. Nếu cậu có thể, nếu không quay lại được, cậu hãy hú hai lần giống như con chim lợn và một lần giống như con cú mèo. Rồi bọn ta sẽ làm những gì bọn ta có thể. Off Bilbo had to go. Before he could explain that. He could not hoot even once like any kind of owl, any more than fly like a bat. But at any rate hobbits can move quietly in woods. Absolutely quietly. đành phải cất bước ra đi, trước khi anh chàng có thể thanh minh rằng... mình chẳng thể nào hú lấy một lần tiếng của bất kỳ loài cú nào cũng như không thể chạy trốn thật nhanh nhưng dù sao thì những người hobbit cũng có thể di chuyển lặng lẽ trong rừng tuyệt đối lặng lẽ they take a pride in it and bilbo had sniffed more than once at what he called all this dwarvish racket as they went along though i don't suppose you are I would have noticed anything at all on a windy night. Not if the whole cavalcade had passed two feet off. As for Bilbo walking primly towards the red light, I don't suppose even a weasel would have stirred a whisker at it. So, naturally, he got right up to the fire. For fire it was. Without disturbing anyone. And this is what he saw. họ tự hào về điều đó. Và Bill Bầu đã từng hơn một lần khỉ khịt mũi ra vẻ xem thường cái mà anh chàng gọi là toàn bộ mưu mô thủ đoạn của giống người lùn này. Trong lúc cả bọn rong ruổi trên đường, tuy vậy tôi nghĩ rằng các bạn hoặc tôi cũng chẳng thấy được gì trong một đêm mưa gió thế này. Cho dù cả đoàn người ngựa ấy có đi ngang qua chỉ cách vài gang tay còn về những bước đi tuyệt hảo của Bill về phía đốm sáng màu đỏ, tôi cho rằng đến một sợi dâu của con trồn cũng không bị lay động. vì vậy, đương nhiên là anh chàng đến sát bên đống lửa, bởi vì đó đúng là một đống lửa mà không gây náo động cho bất kỳ ai. và đây là những gì anh chàng nhìn thấy: three very large persons sitting round a very large fire of beach logs. They were toasting mutton on long spits of wood and licking the gravy off their fingers. There was a fine toothsome smell. Also, there was a barrel of good drink at hand, and they were drinking out of jugs. Ba người rất to đang ngồi xung quanh một bếp lửa rất to đốt bằng những khúc gỗ sôi. Chúng đang nướng thịt cừu sâu qua xiên gỗ dài và liếm nước thịt bám trên các ngón tay. Mùi thơm sực nước, lại có một thùng bia ngon ở ngay gần đó. còn bọn chúng thì đang uống bằng những cái bình. But they were trolls. Obviously trolls. Even Bilbo, in spite of his sheltered life, could see that. From the great heavy faces of them. And their size. And the shape of their legs có điều bọn chúng là những gã khổng lồ hiển nhiên là những gã khổng lồ rồi ngay cả bill bất chấp cuộc sống du rú trong hang của mình cũng có thể nhận ra điều đó bằng vào những bộ mặt to bè gớm ghiếc của chúng cỡ người và hình dáng cặp chân của chúng Đó là tiếng chẳng Mutton yesterday, mutton today, and blimey, if it don't look like mutton again tomorrow, said one of the trolls. Never a blinking bit of manflesh have we had for long enough, said a second. What the L. William was a thinkin' of to bring us into these parts at all? beats me. And the drink runnin' short. What's more? He said jogging the elbow of William. Who was taking a pull at his jug? Hôm qua thì cứu. Hôm nay thì cứu. Chà. Chắc mai cũng lại thì cứu cho mà xem. Một trong ba gã khổng lồ nói. Lâu lắm chẳng được miếng thịt người quái nào cả. Gã thứ hai nói cái thằng William chết dẫm này nghĩ thế đếch nào mà mày lại dẫn chúng tao đến vùng này cơ chứ? Tao chịu không biết. Đã thế. Bia lại sắp hết rồi. Gã vừa nói vừa huyết vào khuỷu tay William. Gã này đang tu cái bình của mình. William choked. Shut her mouth. He said as soon as he could. er can't expect folk to stop here forever just to be et by you and bert. you've et a village and a half between er since we come down from the mountains. how much more do yer want? and time's been up our way when yer'd have said, thank er bill for a nice bit o' fat valley mutton like what this is." he took a big bite off a sheep's leg he was roasting. And wiped his lips on his sleeve. William sặc rượu, câm mồm, gã nói ngay khi có thể nói được. Mày đừng có hòng mà mong người ta cứ ở lại đây mãi cho mày và thằng bớt ăn thịt nhé. Chúng mày đã sơi tái cả một làng rưỡi kể từ khi chúng ta từ trên núi xuống rồi còn gì. Mày muốn thêm bao nhiêu nữa? Và thời hạn của chúng ta ở đây đã hết vào cái lúc mày nói câu cảm ơn bill vì đã cho một miếng thịt cừu núi béo ngon giống như miếng thịt cừu này đây gã cắn một miếng to từ cái đùi cừu gã đang nướng rồi chùi miệng vào ống tay áo yes i am afraid trolls do behave like that even those with only one head each after hearing all this bilbo ought to have done something at once Either he should have gone back quietly and warned his friends that there were three fair-sized trolls at hand in a nasty mood, quite likely to try roasted dwarf or even pony for a change. Or else he should have done a bit of good, quick burgling. sau khi nghe hết chuyện, Bill Bâu hẳn đã phải làm một điều gì đó ngay lập tức. Anh chàng lẽ ra lặng lẽ quay trở về mà cảnh báo các bạn mình là có ba gã khổng lồ đang giận dữ ở gần đó. Rất có khả năng chúng sẽ thử sơi người lùn nướng, hoặc thậm chí cả ngựa nữa, để đổi món. Hoặc giả anh chàng nên thực hiện một vụ ăn trộm nhanh chóng tài tình. A really first. Class and legendary burglar would at this point have picked the troll's pockets. It is nearly always worthwhile. If you can manage it. Pinched the very mutton off the spits. Purloined the beer. And walked off without their noticing him. Others, more practical but with less professional pride, would perhaps have stuck a dagger into each of them before they observed it. Một tay trộm thật sự thượng hạng và chứ danh hẳn đã móc túi bọn khổng lồ vào thời điểm này. Việc đó gần như bao giờ cũng bỏ công. Nếu như chót lọt, gỡ thì cừu khỏi những cái xiên, cuỗm thùng bia, và bỏ đi mà bọn chúng không phát hiện ra. Những tên trộm khác đầu óc thực tế hơn nhưng lại kém tay nghề có lẽ đã đâm dao găm vào lưng từng gã một trước khi bọn chúng kịp nhận ra. Được như Bilbo knew it. He had read of a good many things he had never seen or done. He was very much alarmed, as well as disgusted. He wished himself a hundred miles away, and yet, and yet somehow he could not go straight back to Thorin and company empty-handed. So he stood and hesitated in the shadows. Of the various burglarious proceedings he had heard of picking the troll's pockets seemed the least difficult. So at last he crept behind a tree just behind William. Bill Bowell biết điều đó. Anh chàng đã đọc được biết bao nhiêu điều mà mình chưa từng thấy hoặc chưa từng làm. Anh chàng rất hoảng hốt và cũng rất ghê tởm. chỉ ước gì mình ở cách đó hàng trăm dặm. Vậy mà. Vậy mà không hiểu sao anh chàng lại không thể quay ngay trở lại với Thorin cùng cả bọn với hai bàn tay trắng. Vì thế anh chàng đứng đó mà lưỡng lự trong bóng tối. Trong các cách ăn trộm khác nhau mà anh chàng đã đọc được thì việc móc túi những gã khổng lồ dương như là ít khó khăn nhất. Thế Bert and Tom went off to the barrel. William was having another drink. Then Bilbo plucked up courage and put his little hand in William's enormous pocket. There was a purse in it. As big as a bag to Bilbo. Ha! Thought he. warming to his new work as he lifted it carefully out. This is a beginning. Hai gã bớt và Tom bước tới chỗ thùng bia. Gã William đang uống thêm một chầu nữa. Bilbo bèn lấy hết can đảm thò bàn tay nhỏ bé của mình vào cái túi to tướng của gã William. Trong đó có một cái ví, mà đối với Bilbo thì lớn bằng cái bao tải. À, anh chẳng nghĩ bụng và cảm thấy nhiệt tình hơn với công việc mới mẻ của mình trong lúc cẩn thận lôi cái ví ra ngoài. Đây chỉ là bước It was trolls purses are the mischief. And this was no exception. Air, who are you? It squeaked as it left the pocket. And William turned round at once and grabbed Bilbo by the neck. before he could duck behind the tree. Blimey! Bert! Look what I've copped! said William. What is it? said the others coming up. Lummy! If I knows! What are er? Đúng vậy! Những cái ví của bọn khổng lồ đều là mối phiền lũy. Và cái ví này cũng không phải ngoại lệ này mày là ai thế nó chin chít kêu lên lúc ra khỏi túi và gã william lập tức quay lại tóm lấy cổ bill bâu trước khi anh chàng kịp lẩn sau cái cây chà bớt xem tao tóm được con gì này william nói con gì thế hai gã kia vừa nói vừa chạy ảo đến tao đếch biết mày là con gì hả Bilbo Baggins. A burr. A hobbit. Said poor Bilbo. Shaking all over. And wondering how to make owl noises before they throttled him. A burr a hobbit. Said they a bit startled. Trolls are slow in the uptake. And mighty suspicious about anything new to them. Bilbo Baggins. Mot một hobbit. Anh chàng hobbit tội nghiệp vừa nói vừa run bắn cả người. Và băn khoăn không biết làm thế nào để giả tiếng chim cú trước khi bọn chúng bóp cổ mình. Một bar hobbit. Bọn chúng nói. Hơi hoảng hốt. Những gã khổng lồ đều tối dạ và rất đa nghi đối với bất kỳ cái gì chúng mới gặp lần đầu. Chú thích. Bơ. Bill Bow mới phát âm âm tiết đầu của từ burglar. Tên trộm. What's a burra hobbit got to do with my pocket? Anyways, said William. And can Ur cook em. said Tom. Ur can try, said Bert, picking up a skewer. Một burra hobbit thì liên quan gì đến cái túi của ta chứ? Gã William nói. Thế mày làm thịt nó được không? Gã Tom hỏi. May thử làm xem. Gã bớt vừa nói vừa nhặt lên một cái xiên. He wouldn't make above a mouthful, said William, who had already had a fine supper, not when he was skinned and boned. Perhaps there are more like him round about, and we might make a pie, said Bert. Hear you. Are there any more of your sort of sneakin' in these here woods? -nasty little rabbit said he looking at the hobbit's furry feet and he picked him up by the toes and shook him Nó chẳng được một miếng đâu, gã William nói. Gã đã chén một bữa tối thịnh soạn rồi, là nói khi đã lột da và lọc xương ấy. Có lẽ quanh đây còn nhiều đứa như nó nữa đây và chúng ta có thể làm một cái bánh nhân thịt, gã bớt nói này thằng kia có còn thêm đứa nào như mày lèn vào khu rừng này không hà con thỏ nhỏ thối tha gã vừa nói vừa nhìn hai bàn chân đầy lông của anh chàng hobbit rồi gã túm các ngón chân anh chàng mà sách lên và lắc lắc yes lots said bilbo before he remembered not to give his friends away no none at all not one He said immediately afterwards. What do you mean? Said Bert. Holding him right way up. By the hair this time. Có. Rất nhiều. Bilbo nói. Rồi sực nhớ là không được phản bội các bạn mình. Chẳng có ai hết. Không có lấy một người. Anh chàng lập tức nói ngay sau đó. Mày nói thế là thế nào? Gã bớt vừa nói vừa túm tóc giữ cho anh chàng đứng thẳng. What I say, said Bilbo, gasping, and please don't cook me, kind sirs. I am a good cook myself, and cook better than I cook. If you see what I mean, I'll cook beautifully for you, a perfectly beautiful breakfast for you. If only you won't have me for supper. Poor little blighter. Said William. He had already had as much supper as he could hold. Also, he had had lots of beer. Poor little blighter. Let him go. Not till he says what he means by lots and none at all. Said Bert. I don't want to have me throat cut in me sleep. Hold his toes in the fire. Till he talks. ý tôi là bill bâu thở hổn hển đáp mà xin đừng nấu tôi xin các ngài tốt bụng đấy bản thân tôi là một đầu bếp giỏi và nấu nướng giỏi hơn cả tôi nữa nếu như các ngài hiểu tôi định nói gì tôi sẽ nấu nướng ngon lành cho các ngài một bữa điểm tâm hoàn hảo tuyệt vời cho các ngài chỉ xin các ngài đừng thì tôi làm bữa tối anh chàng bé nhỏ tội nghiệp gã william nói Gã đã sực một bữa tối đến căng bụng, gã cũng đã nốc hết nhiều bia nữa. Anh chàng bé nhỏ tội nghiệp, hãy thả nó đi. Chỉ đến khi nó cho biết ý nghĩa của rất nhiều và chẳng có ai hết thì ta mới thả được. Gã bớt nói, tao không muốn bị cắt cổ trong lúc ngủ đâu. Cứ hơ ngón chân nó vào đống lửa cho tới khi nó nói. I won't have it, said William. I caught him anyway. You're a fat fool," William said. Bert, as I've said afore this evening, and you're a lout, and I won't take that from you," Bill Huggins says Bert, and puts his fist in William's eye. Tao không đồng ý làm thế," gã William nói. Tao bắt được nó kia mà. Mày là một thằng khờ béo y lam the ga william noi tao bat đuoc no kia ma may la mot thang William à, gã bớt nói, như tao đã nói khi nãy lúc tối. Còn mày là một thằng thô lỗ. Mày nhận xét thế tao đâu có chịu. Bill gần à, gã bớt vừa nói vừa thoi một đấm vào mắt gã William. Then there was a gorgeous row. Bilbo had just enough wits left. When Bert dropped him on the ground, to scramble out of the way of their feet.

Soon they were locked in one another's arms, and rolling nearly into the fire, kicking and thumping, while Tom whacked at them both with a branch to bring them to their senses. And that, of course, only made them madder than ever. Chẳng mấy chốc chúng đã ghi lấy nhau, vừa lăn lông lốc suýt nữa vào cả đống lửa vừa liên tục đấm đá. Trong lúc đó gã Tom lấy một cành cây đập mạnh vào cả hai gã kia để giúp chúng tỉnh ra. That would have been the time for Bilbo to have left. But his poor little feet had been very squashed in Bert's big paw. And he had no breath in his body. And his head was going round. So there he lay for a while panting. Just outside the circle of firelight. Lẽ ra, khi ấy Bilbo phải rời đi. nhưng đôi chân nhỏ bé khốn khổ của anh chàng đã bị một bàn chân to tướng của gã bớt ép rất chặt. Trong người anh chàng chẳng có chút khí lực nào. Còn cái đầu của anh chàng thì cứ quay cuống. Thế là anh chàng nằm đó mà thở hổn hển. Ngay bên rìa quần sáng của đống lửa. Right in the middle of the fight up came Balin. The dwarves had heard noises from a distance. And after waiting for some time for Bilbo to come back, bỗng ba lin xuất hiện đúng vào giữa cuộc chiến trước đó mấy chú lùn đã nghe thấy những tiếng huyên náo ở đằng xa còn sau khi chờ đợi một lát mà không thấy bill bâu trở về và cũng chẳng thấy anh chàng hét lên mồ tiếng cú bọn họ bắt đầu lần lượt trườn về phía ánh sáng một cách hết sức lặng lẽ No sooner did Tom see Balin come into the light than he gave an awful howl. Trolls simply detest the very sight of dwarves, uncooked. Bird and Bill stopped fighting immediately. And. A sack! Tom! Quick! They said. Before Balin! Who was wondering where in all this commotion Bilbo was? down Vừa trông thấy ba lin bước vào chỗ sáng là gã tom hú lên một tiếng dễ sợ. Bọn khổng lồ thường cứ nhìn thấy các chú lùn chưa được nấu chín là đã ghét cay ghét đắng. Hai gã bớt và bill lập tức ngừng ẩu đả và nói: cái bao tài, nhanh lên tom. Ba Lin còn đang băn khoăn không biết bill bầu ở đâu trong cái cảnh hỗn loạn này. và chưa kịp biết chuyện gì sắp xảy ra thì một cái bao tải đã chụp vào đầu chú, và chú gục xuống. There's more to come yet, said Tom. Or I'm mighty mistook. Lots and none at all. It is, said he. No Burra hobbits. But lots of these here dwarves. That's about the shape of it. I reckon you're right. Said Bert. And we'd best get out of the light. Chúng nó còn đến thêm nữa đây. Gã Tom nói. Hoặc có lẽ là ta nhầm to. Rất nhiều và chẳng có ai hết. Đúng rồi. Gã nói. Chẳng có gã Barahobit nào nhưng lại có vô khối những thằng lùn này đại khái ý nghĩa của câu đó là vậy tao nghĩ là mày nói đúng đấy gã bớt nói mà cánh ta ra khỏi chỗ có ánh sáng là tốt hơn cả and so they did with sacks in their hands that they used for carrying off mutton and other plunder they waited in the shadows as each dwarf came up and looked at the fire and the spilled jugs And the nod mutton. In surprise. Pop. Went a nasty smelly sack over his head. And he was down. Soon Dwelin lay by Balin. And Philly and Keely together. And Dory and Nori and Ori all in a heap. And Oin and Gloin and Bifer and Bofer and Bomber piled uncomfortably near the fire. Và chúng làm như thế. tay cầm những cái bao tải vẫn dùng đựng thì cừu cùng những thứ cướp được khác. Chúng chờ đợi trong bóng tối. Khi mỗi chú lùn đến và kinh ngạc nhìn đống lửa cùng những chiếc bình đổ lăn lóc và những cái đùi cừu bị gặm nham nhở, thì phục, một cái bao tải hôi thối đã ụp vào đầu và chú gục xuống. Chẳng mấy chốc Đoa Linh đã nằm cạnh Ba Linh, Phili và Kili ở bên nhau, Dori và Nori và Ori chất thành một đống. Còn Oanh, Gloy, Bifer, Bover và Bomber thì chồng chất lên nhau một cách khó chịu gần đống lửa. That'll teach em, said Tom. For Bifer and Bomber had given a lot of trouble. And fought like mad. As dwarves will when cornered. Như thế chúng mới được một bài học, gã Tom nói. bomber Thorin came last, and he was not caught unawares. He came expecting mischief, and didn't need to see his friend's legs sticking out of sacks to tell him that things were not all well he stood outside in the shadows some way off and said what's all this trouble who has been knocking my people about it's trolls said bilbo from behind a tree they had forgotten all about him they're hiding in the bushes with sacks said he <laughs> và chú không bị tóm bất thình lình chú đến trong bụng đã ngờ ngợ có chuyện bất chắc và chẳng cần nhìn cẳng chân của các bạn mình thò ra từ các bao tải chú cũng biết tình hình không thật ổn chú đứng trong bóng tối bên ngoài cách đó một quãng và nói chuyện phiên toái này là thế nào nhỉ ai đã hành hạ người của mình thế này chứ bọn khổng lồ đấy Bilbo nói phía sau một cái cây. Bọn chúng đã quên bặng anh chàng. Bọn chúng đang cầm bao tải nấp sau các bụi rậm đây. Anh chàng nói. Oh! Are they? said Thorin. And he jumped forward to the fire. Before they could leap on him. He caught up a big branch all on fire at one end. And Bert got that end in his eye before he could step aside. That put him out of the battle for a bit. Bilbo did his best. He caught hold of Tom's leg. as well as he could. It was thick as a young tree trunk. But he was sent spinning up into the top of some bushes. When Tom kicked the sparks up in Thorin's face, Ồ, oh, chúng đang nấp à? Thorin nói. Rồi chú nhảy vọt về phía đống lửa trước khi bọn chúng kịp nhảy bổ vào chú. Chú tóm lấy một cành cây to đang cháy rực ở một đầu. Và gã bớt đã bị cái đầu cháy ấy chọc vào mắt trước khi kịp né tránh. Đòn ấy khiến gã bị loại khỏi vòng chiến một lát. Bill gắng hết sức mình. Anh chàng túm lấy cẳng gã Tom. Cố túm thật chặt, cái cẳng chân to như thân cây. Song anh chàng bị hất tung lên và quay tròn trước khi rơi vào một bụi rậm. Khi gã Tom đá tung những tàn lửa vào mặt Thorin. The troll's tom got the branch in his teeth for that and lost one of the front ones. It made him howl. I can tell you But just at that moment William came up behind and popped a sack right over Thorin's head and down to his toes. Cũng vì làm thế mà gã Tom bị cành cây đập vào bộ nhá và mất một răng cửa. Phải nói là cú đòn khiến gã gào lên. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy gã William từ phía sau tiến lại và chụp ngay một cái bao tải vào đầu Thorin rồi kéo xuống tận gót chân. And so the fight ended. A nice pickle they were all in now. All neatly tied up in sacks. With three angry trolls, and two with burns and bashes to remember. Sitting by them. Arguing whether they should roast them slowly. Or mince them fine and boil them. Or just sit on them one by one and squash them into jelly. and Bilbo up in a bush, with his clothes and his skin torn, not daring to move for fear they should hear him. Và thế là cuộc chiến kết thúc. Cả bọn kẹt vào một tình thế thật khó khăn. Tất cả đều bị thít chặt trong bao tài. Trong lúc ba gã khổng lồ, hai gã bị bỏng và bị bầm dập nhớ đời. Ngồi bên cạnh họ. Đang tranh luận xem sẽ nướng họ từ từ hay đem băm nhỏ mà luộc. Họ cứ ngồi lên, họ từng chú một và nghiền họ nhão ra. Còn Bilbo thì ở tít trên một bụi cây, quần áo rách da rẻ sầy sát. chẳng dám nhúc nhích vì sợ bọn chúng nghe thấy. It was just then that Gandalf came back, but no one saw him. The trolls had just decided to roast the dwarves now and eat them later. That was Bert's idea. And after a lot of argument they had all agreed to it. Đúng lúc ấy thì gan quay trở lại. Nhưng chẳng ai nhìn thấy lão. Bọn khổng lồ vừa mới quyết định sẽ nướng mấy chú lùn bây giờ rồi sẽ ăn sau. Đó là ý kiến của gã bớt. Và sau một hồi tranh luận cả bọn đều đồng ý. No good roasting em now. It'd take all night. Said a voice. Bert thought it was William's. Don't start the argument all over again. Bill, he said, or it will take all night. Who's a-arguing, said William, who thought it was Bert that had spoken. You are, said Bert. Nướng chúng bây giờ không hay đâu. Sẽ mất cả đêm đấy. Một giọng nói cất lên. gã bớt nghĩ đó là tiếng gã william đừng tranh luận về việc này nữa bill gã nói nếu không sẽ mất cả đêm đấy ai tranh luận nào gã william nói nghĩ bụng chính gã bớt là kẻ đã nói lúc nãy là mày đấy gã bớt nói you're a liar said william and so the argument began all over again In the end, they decided to mince them fine and boil them. So they got a great black pot. And they took out their knives. No good boiling them. We ain't got no water. And it's a long way to the well and all. Said a voice. Bert and William thought it was Tom's. Shut up. Said they. or we'll never have done and Ur can fetch the water yourself if Ur say any more mày là đồ dối trá gã william nói và thế là cuộc tranh luận lại bắt đầu trở lại cuối cùng bọn chúng quyết định sẽ băm nhỏ họ ra mà luộc thế là chúng lôi một cái nồi đen to tướng và lấy dao ra luộc chúng thì không hay đâu chúng ta không có nước mà đường ra giếng lại rất xa một giọng nói cất lên hai gã bớt và william nghĩ bụng gã tom vừa nói câm miệng hai gã nói không thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ xong việc được mà mày có thể tự đi mà lấy nước nếu còn nói thêm gì nữa đấy shut up yourself said tom who thought it was william's voice who's arguing but you I'd like to know. You're a booby," said William. "Booby yourself," said Tom. And so the argument began all over again, and went on hotter than ever. Until at last they decided to sit on the sacks one by one and squash them, and boil them next time. Mày câm miệng lại thì có gã tom nói nghĩ bụng vừa rồi là tiếng gã william tao muốn biết ngoài mày ra thì còn ai tranh luận nữa mày là một thằng đoản vị gã william nói mày đoản vị thì có gã tom nói và thế là cuộc tranh luận lại bắt đầu một lần nữa và trở nên gay gắt hơn bao giờ hết cho tới khi cuối cùng bọn chúng quyết định thay nhau ngồi lên những cái bao tải để nghiền nhão mấy chú lùn rồi sẽ đem luộc sau. Who shall we sit on first? said the voice. Better sit on the last fellow first, said Bert, whose eye had been damaged by Thorin. He thought Tom was talking. Don't talk to yourself, said Tom. But if you to sit on the last one, sit on him. Which is he? The one with the yellow stockings. Said Bert. Chúng ta sẽ ngồi lên đứa nào trước nhỉ? Giọng nói nọ lại cất lên. Tốt nhất là cứ ngồi lên đứa cuối cùng trước. Gã bớt nói. Mắt gã trước đó đã bị Thorin làm bị thương. Gã nghĩ bụng là gã Tom vừa nói đừng có tự mình nói tự mình nghe như thế. Gã Tom nói, còn nếu mày muốn ngồi lên đứa cuối cùng thì mày cứ ngồi. Đó là đứa nào nhỉ? Cái đứa đi bít tất màu vàng ấy. Gã bớt nói. Nonsense. The one with the gray stockings. Said a voice like Williams. I made sure it was yellow. Said Bert. Yellow it was said William. Then what did Ur say it was grey for? said Bert. I never did. Tom said it. Vớ vẩn. Cái đứa đi biết tất màu xám chứ? Một giọng nói giống như của gã William cất lên. Tao dám chắc đó là màu vàng. Gã bớt nói. Đúng là màu vàng. Gã William nói. Thế thì mày vừa nói màu xám để làm gì nhỉ? Gã bớt nói. Tao chẳng bao giờ bảo thế. Thằng Tom nói đấy chứ. That I never did, said Tom. It was you. Two to one. So shut her mouth, said Bert. Who are you a talking to? said William. Now stop it. Said Tom and Bert together. The night's getting on. And dawn comes early. Let's get on with it. Tao có nói thế bao giờ đâu. Gã Tom nói. chính là mày thì có. Hai chọi một rồi. Thôi mày câm niệm đi. Gã Bert nói. Mày đang nói với ai thế. Gã William nói. Thôi đừng cãi nhau nữa. Cả hai gã Tom và Bớt cùng nói, "Đêm sắp hết rồi, và bình minh đến sớm lắm, chúng ta hãy tiến hành việc đó đi." Don take you all and be stone to you, said a voice that sounded like Williams, but it wasn't. For just at that moment, the light came over the hill, and there was a mighty twitter in the branches. William never spoke for he stood turned to stone as he stooped. And Bert and Tom were stuck like rocks as they looked at him. Bình minh sẽ bắt hết chúng mày. Và chúng mày sẽ hóa đá. Một giọng nói nghe như của William cất lên. Nhưng lại không phải. Bởi chính vào khoảnh khắc ấy ánh sáng tỏa trên quả đồi và tiếng chim ríu rít vang lừng trên các cành cây gã William chẳng hề nói gì bởi gã đang lom khom đứng đó thì đã hóa đá. Còn hai gã bớt và Tom thì như những tảng đá dựng thẳng đang nhìn gã kia. And there they stand to this day. All alone. Unless the birds perch on them. For trolls. As you probably know. Must be underground before dawn

nếu không chúng sẽ phải trở về với cái chất liệu của núi đã tạo ra chúng và sẽ không bao giờ nhúc nhích nữa. Chuyện xảy ra với mấy gã bớt, Tom và William là như thế. Excellent, said Gandalf as he stepped from behind a tree and helped Bilbo to climb down out of a thorn bush. Then Bilbo understood It was the wizard's voice that had kept the trolls bickering and quarreling. Until the light came and made an end of them. Tuyệt vời! Gandalf vừa nói vừa bước ra từ phía sau một cái cây. Rồi lão giúp Bilbo trèo từ trên một bụi gai xuống đất. Khi đó thì Bilbo hiểu ra mọi sự. Chính là tiếng nói của lão phù thủy đã khiến những gã khổng lồ cứ cãi vã nhau hoài cho tới khi ánh sáng xuất hiện và kết liễu đời chúng. The next thing was to untie the sacks and let out the dwarves. They were nearly suffocated and very annoyed. They had not at all enjoyed lying there listening to the trolls making plans for roasting them and squashing them and mincing them They had to hear Bilbo's account of what had happened to him twice over before they were satisfied Việc tiếp theo là cởi những chiếc bao tải để mấy chú lùn chui ra Họ gần ngạt thở và rất bực bội Họ đã chẳng thích thú gì khi nằm đó mà lắng nghe bọn khổng lồ bàn kế hoạch nướng mình, nghiền nát mình và băm nhỏ mình ra phải nghe Bill Bow tường thuật đến hai lần về những gì đã xảy ra với anh chàng thì họ mới thỏa mãn. Silly time to go practicing pinching and pocket picking, said Bomber, when what we wanted was fire and food. And that's just what you wouldn't have got of those fellows without a struggle. In any case, said Gandalf, anyhow you are wasting time now into it. Giờ này mà tập tọng đi ăn cắp và móc túi thì thật là ngớ ngẩn. Bomber nói, khi mà cái chúng ta cần là bếp lửa và đồ ăn. Mà đó lại đúng là những thứ hẳn các vị đã không chiếm được của mấy gã kia. Nếu không chiến đấu, Gandalf nói dù sao thì các vị cũng đang lãng phí thì giờ đấy. Các vị không biết rằng những gã khổng lồ ấy ắt phải có một cái hang hoặc một cái lỗ đào gần đâu đây, để vào đó mà tránh ánh mặt trời ư. Chúng ta phải điều tra xem. They searched about. And soon found the marks of trolls' stony boots going away through the trees. They followed the tracks up the hill.

Họ tìm thấy một cửa đá dẫn vào một cái hang. Song họ không mở được cửa, dù cho cả bọn ra sức đẩy trong lúc lão Gandalf thử dùng nhiều câu thần chú khác nhau. "Would this be any good?" asked Bilbo, when they were getting tired and angry. "I found it on the ground where the trolls had their fight." He held out a largish key. though no doubt William had thought it very small and secret. It must have fallen out of his pocket. Very luckily. Before he was turned to stone. Cái này liệu có ích gì không nhỉ? Bill bâu hỏi. Khi bọn họ đã mệt mỏi và phát cáu, tôi nhặt được nó trên mặt đất, nơi bọn khổng lồ ẩu đã ấy. Anh chàng dơ ra một chiếc chìa khóa khá to. Dù chắc chắn gã William đã từng cho "Why on earth didn't you mention it before?" they cried. Gandalf grabbed it and fitted it into the keyhole. Then the stone door swung back with one big push, and they all went inside. Thế quái nào mà cậu lại không nhắc đến nó sớm hơn hả?" Họ kêu lên. Gandap chộp lấy cái chìa và đút vào lỗ khóa. Rồi họ đẩy thật mạnh và cánh cửa đá vụt mở về phía sau. Rồi tất cả bọn đều bước vào bên trong. There were bones on the floor and a nasty smell was in the air. But there was a good deal of food jumbled carelessly on shelves and on the ground trên sàn đầy những xương sầu và trong không khí có mùi hôi thối nhưng lại có rất nhiều đồ ăn xếp bừa bãi trên giá và trên mặt đất lẫn trong một đống lộn xộn những đồ ăn cướp đủ loại từ những chiếc huy đồng tới những bình đựng đầy tiền vàng ở trong góc There were lots of clothes. Two. Hanging on the walls. Too small for trolls. I am afraid they belong to victims. And among them were several swords of various makes, shapes, and sizes. Two caught their eyes particularly. Because of their beautiful scabbards and jeweled hilts. cũng có vô số quần áo treo trên tường. Quá nhỏ đối với bọn khổng lồ, tôi e rằng chúng thuộc về các nạn nhân. Và treo lẫn với chúng là một vài thanh kiếm có kiểu dáng và kích thước khác nhau. Hai thanh trong số đó khiến họ đặc biệt chú ý, vì bao đựng rất đẹp còn chuôi thì nạm ngọc. Gandalf Thorin each took one of these. And Bilbo took a knife in a leather sheath it would have made only a tiny pocket knife for a troll. But it was as good as a short sword for the hobbit. Gandalf và Thorin mỗi người lấy một thanh, còn Bilbo thì lấy một con dao có bao da. Đối với một gã khổng lồ thì đó chỉ là một con dao nhít. Nhưng nó lại tốt chẳng kém gì một thanh đoàn kiếm đối với anh chàng Hobbit. These look like good blades, said the wizard, half drawing them and looking at them curiously. They were not made by any troll, nor by any smith among men in these parts and days. But when we can read the runes on them, we shall know more about them. Những lưỡi kiếm này có vẻ tốt đấy, lão phù thủy vừa nói vừa rút chúng ra nửa chừng và ngắm nhìn một cách hiếu kỳ. Chúng không phải do bất kỳ gã khổng lồ nào, cũng chẳng phải do bất kỳ thợ rèn nào của loài người trong vùng vào thời này làm ra cả. Nhưng khi nào đọc được những chữ rune trên đó thì chúng ta sẽ rõ hơn về chúng. Let's get out of this horrible smell, said Philly. So they carried out the pots of coins, and such food as was untouched and looked fit to eat. Also, one barrel of ale which was still full. By that time, they felt like breakfast. And being very hungry, they did not turn their noses up at what they had got from the troll's larder. Their own provisions were very scanty. Now they had bread and cheese, and plenty of ale, and bacon to toast in the embers of the fire. Chúng ta hãy thoát ra khỏi cái mùi khủng khiếp này đi." Philly nói. Thế là họ mang những bình tiền vàng ra ngoài hang, cùng với số đồ ăn còn nguyên vẹn và nom có vẻ còn ăn được, và cả một thùng bia còn đầy nữa. Đến lúc đó họ cảm thấy muốn ăn điểm tâm, và vì rất đói nên họ chẳng coi khinh những thứ lấy được từ tủ đựng thức ăn của mấy gã khổng lồ. Lương thực dự trữ của họ còn quá ít ỏi. After that they slept. For their night had been disturbed, and they did nothing more till the afternoon. Then they brought up their ponies and carried away the pots of gold and buried them very secretly not far from the track by the river putting a great many spells over them just in case they ever had the chance to come back and recover them when that was done they all mounted once more and jogged along again on the path towards the east sau đó họ rồi họ đem ngựa đến để chở những bình tiền này đi và rất bí mật đem chôn gần con đường mòn bên sông. Yểm đủ loại thần chú lên các bình phòng khi về sau có dịp trở lại tìm. Xong việc, họ lại lên ngựa và một lần nữa xong ruổi trên con đường mòn hướng về phía đông. Where did you go to? If I may ask, said Thorin to Gandalf as they rode along to look ahead said he and what brought you back in the nick of time looking behind said he exactly said thorin but could you be more plain tôi xin phép được hỏi ông đã đi đâu vậy thorin nói với gandalf trong lúc cả hai đang phóng ngựa dọc đường đi mà lo phía trước lão nói Việc gì khiến ông quay trở lại đúng lúc như vậy? Để mà liệu phía sau." Lão nói. "Đúng vậy." Thorin nói, "Nhưng ông có thể nói dễ hiểu hơn không ạ?" I went on to spy out our road. It will soon become dangerous and difficult. Also, I was anxious about replenishing our small stock of provisions. I had not gone very far. However, When I met a couple of friends of mine from Rivendell. Where's that? asked Bilbo. Ta đã lên trước để thăm dò đường đi. Chẳng bao lâu nữa con đường này sẽ trở nên nguy hiểm và khó đi. Ta cũng lo lắng về việc bổ sung cho số lương thực sự chữ ít ỏi của chúng ta nữa. Tuy nhiên, mới đi chưa xa lắm thì ta đã gặp vài người bạn vùng Rivendell. Nơi đó ở đâu ạ? À? Don't interrupt, said Gandalf. You will get there in a few days now. If we're lucky. And find out all about it. As I was saying, I met two of Elrond's people. They were hurrying along for fear of the trolls. It was they who told me that three of them had come down from the mountains and settled in the woods not far from the road. They had frightened everyone away from the district. And they waylaid strangers. Đừng ngắt lời ta. Gandalf nói. Vài ngày nữa là các vị sẽ tới đó. Nếu chúng ta may mắn. Và sẽ tìm hiểu tất cả về nơi ấy. Như vừa nói. Ta đã gặp hai người của ngài Elrond. Họ đang bỏ chạy vì sợ bọn khổng lồ. Chính họ cho ta biết là ba gã trong bọn chúng đã xuống núi và đến ở trong khu rừng cách con đường này không xa. Chúng đã khiến mọi người hoảng sợ mà bỏ địa hạt này ra đi và chúng rình bắt những người xa lạ qua đường. I immediately had a feeling that I was wanted back. Looking behind I saw a fire in the distance and made for it. So now you know, please be more careful lập tức ta có linh cảm là mình cần phải quay lại ngoái nhìn phía sau ta thấy có ánh lửa ở đằng xa và ta đã tới đó giờ thì các vị biết cả rồi đấy lần sau xin hãy cẩn thận hơn nếu không chúng ta sẽ chẳng đạt được kết quả gì đâu cảm ơn ông Thorin nói